Chào 500 chị em Việt YouTubers. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được nói chuyện với Thanh Cháo, là một bạn trẻ làm kênh YouTube chuyên về đam mê lớn nhất của cuộc đời bạn, đó là bóng chuyền. Phần đầu của video chúng ta sẽ thảo luận về một video của bạn bị vàng tiền. Thế nào là vàng tiền và cách xử lý như thế nào? Nhưng mà đấy là một vấn đề đơn giản thôi. Ở phần sau chúng ta sẽ nói chuyện về một vấn đề cao cấp hơn, đó là làm sao để biến cái đam mê của mình, như đam mê về bóng chuyền, trở thành một sự nghiệp. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Hello. Dạ. Clip vàng tiền này em xóa mất rồi hay sao mà anh tìm trên kênh không thấy nữa? Vâng, hôm qua em thấy bảo em thấy nó bảo là cái gì bị quảng cáo cái gì á, là em xóa luôn. Vừa nhận chết. Lần sau đừng có xóa nha, lần sau ấy có gì đợi anh trả lời đấy hẵng xóa nha. Vâng, thì hôm qua em nhắn từ cái đúng giờ này đó, giờ này em nhắn nha, nhưng mà không thấy anh trả lời. Thì anh ở bên Mỹ thì giờ nó phải lệch nhau, anh phải chịu khó chờ đợi. Với lại hiểu là giả sử mà mình đã không biết mà mình vi phạm một cái gì đó rồi thì bây giờ mình xóa đi thì cũng vi phạm, thì sao lỡ chú mà làm con gái nhà người ta có bầu rồi thì bây giờ mà chú mà bỏ trốn thì công an nó vẫn tìm được. Chứ như vậy có bật lại được không anh? Cái đấy là như này, cái mà khi nào mà video bị vang tiền ấy, học bài. Vâng. Vàng tiền tức là không phải là vi phạm cái gì cả, vàng tiền chỉ là nó ghi là không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo, đúng không? Vâng. Tức là cái nội dung của mình nó như có trẻ em chẳng hạn, hay là những nội dung mà nó hơi nhạy cảm chẳng hạn. Tức là nó bảo là mình không vi phạm một cái gì cả, nhưng mà không nên dùng để kiếm tiền để quảng cáo thì thôi, chứ còn không bị ảnh hưởng gì đến kênh cả, em hiểu không? Mà còn em vẫn thấy có quảng cáo mà không phù hợp với hầu hết thôi, tức là số nhà quảng cáo mà người ta chịu chi tiền giá rẻ chẳng hạn, em hiểu không? Vâng. Thì người ta vẫn quảng cáo được, còn những nhà quảng cáo nào mà kiểu ví dụ nhãn hàng chất lượng cao ấy, cao cấp ấy, thì người ta thích, em hiểu không? Ví dụ như những cái clip mà bọn nó hay làm thử thách làm chó rồi cái gì tào lao ấy, những nội dung tào lao ấy thì cũng hay bị vàng tiền nha. Vâng. Thì nếu mà bị vàng tiền không sao cả, không cần phải xóa. Vâng. Quảng cáo nó ít hiển thị hơn nhưng không phải là không hiển thị, hiểu không? Vâng. Nhưng mà như này, nhưng mà vấn đề của em là như này, đấy là nhìn chung là như thế, là tất cả các clip vàng tiền. Còn của em là như này, của em thì nội dung của em chả có gì nhạy cảm cả, nội dung của em chất lượng rất cao. Cho nên bị là do máy quét nhầm, em hiểu không? Vâng. Máy quét nhầm là tại vì em chắc mới 18 tuổi đúng không? Con trẻ, con nhỏ đúng không? Tại vì máy nó quét, nó chắc là nó hiểu nhầm là em là trẻ em ở trong video. Chưa? Trẻ em trong video thì nó hay bị vàng tiền. Vâng. Đấy, nhưng mà mình thực ra mình lớn rồi chứ không phải ấy. Đấy là do máy quét nhầm, cho nên là mình sẽ bấm vào nút kháng cáo. Vâng. Gọi là gì, đề nghị xem xét lại thì người ta sẽ vào xem xét trong là hiện nay tôi đã trên 18 tuổi, không phải là trẻ con gì đấy, đại khái thế. Tùy theo nội dung của video nó mình xem thì mình xem là máy nó nhận định như nào mà mình bị vàng tiền, xong rồi mình sẽ khiếu lên YouTube, người ta sẽ xem xét lại, vâng xanh trở lại, không cần phải xóa. Vâng. Được chưa, hiểu vấn đề chưa? Vâng, em biết. Ok nhá. Chỗ này mình muốn giải thích rõ thêm một tí. Trong tất cả các kênh YouTube mà mình quản lý, mình làm việc, có những kênh lớn, có những kênh nhỏ, nhưng mà hầu hết các trường hợp khi bị vàng tiền, các bạn chỉ cần thay đổi một chút tiêu đề, mô tả hoặc thẻ tag, những từ ngữ, những từ khóa nào mà các bạn nghi ngờ là có nhạy cảm thì cái video nó sẽ xanh tiền trở lại. Chẳng hạn như lần gần đây nhất mình làm việc với kênh Hoàng Nam Challenge Me, là một kênh cũng triệu sub. Trong tiêu đề khi Hoàng Nam bỏ cái chữ cỏ ở trong câu cỏ may đi thì cái video đã hết vàng tiền và xanh tiền trở lại.
Có lẽ tại YouTube nghĩ rằng cái từ cỏ là liên quan đến cần sa. Còn nếu như giả sử như chúng ta đã thay đổi tiêu đề mô tả thẻ tag và hình đại diện mà thấy video của mình vẫn không xanh tiền trở lại, thì lúc đó nếu chúng ta cảm thấy video của mình phù hợp với các chính sách quảng cáo, các chính sách để kiếm tiền, thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu xem xét thủ công. Sở dĩ như thế tại vì trong nhiều báo cáo YouTube đã nói rằng 99% các trường hợp vàng tiền, các trường hợp cắm cờ, cắm gậy, xin lỗi, các trường hợp tại vì trong nhiều báo cáo YouTube đã nói rằng 99% các trường hợp vàng tiền là do máy quét, do thuật toán máy học tự động xác định. Cho nên là khả năng bạn bị quét nhầm, bạn bị xác định sai rất nhiều. Chúng ta phải yêu cầu xem xét thủ công để có người thật vào và bật kiếm tiền trở lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cuộc nói chuyện với Thanh Cháo và những trăn trở để biến đam mê trở thành sự nghiệp. Bây giờ lỡ xóa, nếu thích thì em có thể đăng lại cái video đấy, có khả năng Vâng. sẽ vàng tiền lại thì em sẽ kháng cáo giống như anh nói, còn nếu không thích thì thôi làm video mới Vâng. nhé. Hôm nay bị đau tay Vâng. đấy à hay sao? Vâng, bị chật tay ạ. Chú cẩn thận đấy, nghỉ đánh cho lâu nha, nghỉ lâu vào, Vâng. cả cuộc đời của chú được mỗi cái tay đấy thôi mà giờ mà bị mà hỏng tay là thôi đấy, đời chú xuống luôn đấy. Vâng. Em có biết điều đó không? Sao em biết. À, anh biết hồi xưa anh cũng hay chơi thể thao nha em, anh biết ham lắm nhưng mà bị chấn thương nó phải nghỉ. Khi nào Vâng. hẳn mới được chơi nha. Vâng. Ừ. Cuộc đời còn chơi nhiều, còn chơi bóng chuyền 50 năm nữa, cứ từ từ mà chơi. Bình Vâng. tĩnh, với lại là em đi học bóng chuyền đâu đấy, có bài bản không hay là tự tự đánh theo bản năng thôi? Cũng có thầy thầy giáo ở trường dạy á, Thế vào trường có giỏi không? cũng bình thường ấy. Có xin bố mẹ đi học ở trường nào, trường của tỉnh, của huyện gì không? Không ạ, Sao vậy? chắc là không đủ chiều cao ạ, Ủa anh nhìn thấy em cũng cao mà, bao nhiêu, 1 mét bao nhiêu? 1m75, 77, 76. 1m76 hả? 1m76 mà chưa đủ chiều cao nữa, người ta yêu cầu bao nhiêu? Người ta phải yêu cầu 1m8 hay sao Mẹ cái bọn ngu dốt này. ạ? Ngày xưa cái gì nhỉ, ngày xưa Công Phượng cũng không đủ chiều cao đấy, xong làm Nghệ An chê mà Hoàng Anh Gia Lai lấy về, bây giờ thành Sao? cầu thủ lớn này, thành sao đây. Mẹ cái bọn Vâng. ngu dốt quá. Chuyển chiều cao chứ không chuyển đấy. Thôi cứ ấy đi, thôi cứ theo đuổi đam mê, theo con đường, theo các con đường YouTube này rồi sẽ có người nhìn thấy em hiểu không? Vâng. Khi mình nổi tiếng ở trên YouTube sẽ có người nhìn thấy, sẽ bốc mình lên theo đường khác. Bọn bọn ở tỉnh của em nó nhìn thấy cái điều đấy thì sẽ có người khác nhìn thấy nha. Vâng. Ok.